Nissan Almera 2021 chắc chắn là cái tên hot nhất trong thời gian này ở tại thị trường Việt Nam. Mặc dù chỉ là một cái tên gọi khác của Nissan Sunny ở một số thị trường Đông Nam Á, nhưng với một mẫu xe gần như đập đi xây lại hoàn toàn, thì rõ ràng là hãng xe Nissan có đủ lý do để kỳ vọng vào một cái sự thành công vang dội trước những cái tên đã gần như ăn sâu vào máu của người tiêu dùng Việt, ví dụ như là Accent, Vios hay là Honda City. Vậy cửa sáng nào đang mở ra cho chiếc xe này? Liệu Almera 2021 có phải là một trong những cái tên thực sự là bom tấn trong năm nay hay không? Hay chỉ là một sản phẩm của truyền thông? Ngày hôm nay, hãy đi cùng chúng tôi để tìm hiểu chi tiết và đưa ra những bình luận cá nhân về mẫu xe này. Chào mừng các bạn đến với bản tin news số 47 của Auto Việt Nam. Đừng quên nhấn nút đăng ký theo dõi kênh bằng cách rung chuông góc phải màn hình để ủng hộ cho chúng tôi nhé. Còn bây giờ là bài phân tích của Chí Trần. Với tên gọi khác là Nissan Almera ở một số các thị trường Đông Nam Á thì nghe tưởng chừng là một mẫu xe hoàn toàn mới sắp được đưa về thị trường Việt Nam. Nhưng thực tế đây là Nissan Sunny phiên bản nâng cấp của thế hệ cũ. Ra mắt tại Thái Lan, mẫu xe này có tổng cộng là 5 phiên bản bao gồm S, E, L, V và VL, đi kèm với mức giá bán dao động từ 499 tới 639.000 baht, tương đương với khoảng 382 triệu tới 490 triệu đồng. Với mức thuế nhập khẩu ô tô trong khu vực ASEAN là 0%, thì cá nhân mình nghĩ rằng nếu như mẫu xe này cập bến thị trường trong nước, giá bán của xe sẽ không chênh lệch quá nhiều so với mức giá hiện tại ở Thái Lan. Chính vì vậy mà đây có thể coi là một trong những cửa sáng đầu tiên dành cho mẫu xe này nếu để so sánh trực tiếp với ba cái tên như là Accent, Vios hay là Honda City. Ngoài có giá bán hấp dẫn thì một sản phẩm có mẫu mã thiết kế đẹp cũng là yếu tố chiếm tới 70% quyết định lựa chọn sản phẩm của người đi mua hàng. Đối với cảm quan của cá nhân tôi thì Almera 2021 có rất nhiều những điểm nhấn đáng chú ý ở phần phía bên ngoài. Ví dụ như là cái phần mặt ca lăng phía trước được pha trộn giữa hai màu sắc rất nổi bật, đó là màu chrome trắng sáng và màu sơn đen mờ. Hai tông màu này thì thường phản chiếu lẫn nhau, chính vì vậy mà các bạn sẽ có cảm giác rất bắt mắt, cuốn hút khi nhìn vào chính giữa trung tâm của xe. Bên cạnh đó thì sự bứt phá và đi theo một cái phong cách hoàn toàn rất trẻ của mẫu xe này nó thể hiện ngay ở những chi tiết như là cản dưới với vô số những đường gân, đường cắt xẻ, đem tới một cái hình thù robot. Ngoài ra thì đèn chiếu sáng kích cỡ lớn cũng là điểm mà chúng ta không thể bỏ qua ở phần đầu xe, bởi vì chưa bao giờ Nissan họ chịu thay đổi mạnh mẽ đến như vậy trong vài năm trở lại gần đây đối với những mẫu xe kiểu như thế này. Một cụm đèn chiếu sáng sử dụng công nghệ LED, đèn viền dạng LED kéo dài từ tai xe đến tận phần chi tiết mặt ca lăng trông rất sang chảnh. Đi cùng với đó là toàn bộ phần nóc trên của xe kéo dài từ cột chữ A tới cột chữ C. Gương chiếu hậu rồi viền cản ba đợt sốc phía sau cũng được sử dụng bằng một cái tông màu đen. Cá nhân tôi cho rằng hai màu sắc đó nó đang giúp cho tổng quan thiết kế ở phần đầu, phần thân và phần đuôi xe được hài hòa một cách rất tự nhiên. Bên cạnh đó, nếu như nhắc tới cụm đèn hậu phía sau, chắc chắn các bạn cũng sẽ đều có cái cảm giác rất ấn tượng giống như tôi. Và với cái kiểu thiết kế như này thì mình cảm thấy nó hơi giống với cụm đèn hậu sau của Hyundai Accent. Điều này càng khiến cho tôi tin rằng là Almera 2021 sẽ là một mẫu xe thành công đối với Nissan ở tại thị trường Việt Nam mà chưa cần bình xét đến trang bị hay khả năng vận hành, bởi vì giá bán và ngoại hình thiết kế ấn tượng đã gần như chiếm tới 70% sự lựa chọn của khách hàng rồi. Nếu để đặt cạnh các đối thủ thì mình cho rằng là mẫu xe này không hề thua kém về mặt ngoại hình, thậm chí nó còn có khá nhiều những cái đường nét thiết kế nổi bật nếu như so sánh trực tiếp với một số mẫu xe cùng đến từ thương hiệu Nhật Bản. Tổng quan kích thước chiều dài, chiều rộng, chiều cao của Almera 2021 lần lượt là 4.495mm x 1.740mm và x 1.460mm, chiều dài trục cơ sở đạt 2.600mm và trọng lượng không tải đạt 1.076kg. Với những con số ở trên giấy tờ thì Nissan Almera 2021 đang sở hữu chiều dài trục cơ sở thuộc dạng lớn nhất trong phân khúc hạng B. Trong khi đó thì các đối thủ như là Toyota Vios, Hyundai Accent hay Honda City đều có kích thước nhỏ hơn, cụ thể lần lượt là 2550 và 2600. Còn đối với chiều dài, chiều rộng, chiều cao của Almera thì mẫu xe này chỉ thua kém một chút so với Honda City về mặt con số thôi, nhưng đều lớn hơn so với hai đối thủ là Accent và Vios. Cá nhân mình cho rằng với việc sở hữu chiều dài trục cơ sở lớn nhất trong phân khúc thì đây sẽ là một trong những yếu tố then chốt để giúp cho mẫu xe này có được không gian bên trong khoang cabin xe rộng rãi hơn trước các đối thủ. Bước vào bên trong nội thất của Almera thì cá nhân tôi cho rằng là mẫu xe hạng B này có nhiều những đường nét tương đồng với mẫu xe crossover Nissan Kicks ở tại thị trường châu Âu. Cụ thể là xe sở hữu giao diện với hai tông màu tương phản, đó là màu trắng sữa và màu đen xám. Nhưng cá nhân mình cho rằng là tổng quan thiết kế bên trong của Almera 2021 chưa thực sự là có nhiều điểm nhấn và nổi bật trước các đối thủ đến từ Hàn Quốc, bởi vì thiết kế trông còn khá là sơ sài và đơn giản.
Ví dụ như là cái phần cửa gió điều hòa hay là các nút bấm bên trên màn hình trung tâm giải trí, đặc biệt là bề mặt bên trên cụm đồng hồ táp lô xe được thiết kế nhô khá là cao. Điều này sẽ khiến cho người lái xe cảm thấy tương đối là khó chịu. Ngoài ra thì xe vẫn chỉ được sử dụng cụm đồng hồ táp lô dạng analog bán điện tử thôi. Trong khi đó thì đối thủ Accent đã nâng cấp lên thành dạng điện tử rồi. Qua đó thì cái cụm màn hình thông tin giải trí 7 inch của xe trông khá là thô, giống với màn hình của Vios 2021. Tuy nhiên thì cái phần màn hình này vẫn có thể kết nối được với Apple CarPlay, Android Auto, USB. Bên cạnh đó thì xe được trang bị hệ thống điều hòa tự động. Điểm nhấn của Amera 2021 đó chính là vô lăng của xe được sử dụng dạng đợt cắt mang tới không khí thể thao, tích hợp thêm một số các nút bấm như đàm thoại rảnh tay, tăng giảm âm lượng. Phía bên dưới vô lăng thì xe được trang bị thêm nút bấm khởi động Start Top nhưng không có tính năng khởi động xe bằng chìa khóa thông minh như các đối thủ đó là Accent và City. Tuy nhiên thì xe được trang bị hai công nghệ an toàn chủ động là phanh khẩn cấp tự động và cảnh báo va chạm phía trước. Ngoài ra thì camera 360 độ cũng là chức năng cao cấp nổi bật lấn lướt hơn so với các đối thủ. Về trang bị an toàn thì mình không rõ là chiếc xe này được trang bị những công nghệ an toàn nào, nhưng ở trên phiên bản cao nhất sẽ được trang bị tổng cộng là 6 túi khí, còn các phiên bản thấp hơn sẽ chỉ được trang bị 2 túi khí mà thôi. Cả 5 phiên bản đều được sử dụng khối động cơ tăng áp 1.0 lít 3 xi lanh, cho ra tổng công suất là 74 mã lực tại 5.000 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại đạt 152 Nm ở những giải vòng tua khoảng 4.000 vòng trên phút, đi kèm hệ thống dẫn động cầu trước và hộp số tự động vô cấp Xtronic CVT. Cá nhân mình cho rằng với khối động cơ 1.0 lít thì kể cả sử dụng tăng áp đi chăng nữa thì nó cũng không thể nào mà tạo ra một khối động cơ thanh thoát và nhanh nhẹn như các mẫu xe sử dụng khối động cơ 1.4 lít hay 1.5 lít được. Với con số đạt được chỉ vẹn vẹn là 74 mã lực, đạt được ở giải vòng tua khoảng 5.000 vòng trên phút, chưa cần vận hành thực tế thì mình đã đánh giá khối động cơ này là yếu. Nếu như di chuyển ở trong phố 1 đến 2 người lớn trên xe thì sẽ cảm thấy khá là bình thường, nhưng nếu chạy đủ tải với 5 người trên xe, đối diện với những cái tình huống leo dốc hoặc vượt xe bên cạnh thì mẫu xe này luôn luôn sẽ trong tình trạng khá là đuối và yếu ớt. Chính vì vậy mà mình cho rằng Nissan Almera 2021 chỉ nên đặt cạnh các đối thủ như là Atlas, Kia Soluto vì nằm ở trong phân khúc kiểu A cộng B trừ mà thôi. Cuối cùng mình kết luận rằng là điểm mạnh của Almera 2021 nằm ở khâu thiết kế sản phẩm. Không gian bên trong cabin xe được tối ưu hóa hết sức rộng rãi, trang bị nhiều tính năng tiện ích. Bên cạnh đó, mẫu xe này còn được sở hữu những công nghệ an toàn nổi bật hiếm có trên những mẫu xe sedan hạng B ở tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, đáng tiếc là về khả năng vận hành thì chắc chắn nó sẽ không thể nào thuyết phục được những người dùng khó tính nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã tham gia theo dõi bản tin news số 47 của Auto Việt Nam. Xin kính chào và hẹn gặp lại.